Đây là một chiếc xe của Bắc Trung đến từ Hải Dương. Thì không may trong quá trình vận chuyển thì shipper có ném và làm cong một bên cảng. Thì khi nghe được mà bác phản hồi thì bên em đã sẵn sàng đổi mới cho bác nguyên một chiếc xe như này. Đấy, em câu chuyện này để nói về chế độ bảo hành của công ty bên em. Và sẵn sàng trong một 7 ngày đầu tiên khi các bác nhận sản phẩm về bị lỗi gì, bên em sẵn sàng đổi mới cho các bác và bảo hành cho các bác 1 năm tất cả các bộ chuyển động và khung sườn, thì khung nhôm bên em sẵn sàng bảo hành cho các bác 5 năm. Đấy, bộ chuyển động gồm những gì? Thì là tất cả đùi đĩa xích lít trừ có bánh xe và má phanh thì bên em không bảo hành nhá. Đấy. À, nên các bác, và em hỏi tiện đây em cũng hỏi các bác luôn là 50.000 các bác đã sử dụng thương hiệu Xtreme của bên em rồi, thì trong thời gian chế độ bảo hành của bên em thì các bác có được nhân viên của bên em bảo hành cho các bác không? Và những bác nào mà không liên hệ được cho nhân viên bên em để bảo hành thì các bác có thể gọi trực tiếp cho số hotline của công ty bên em hoặc nhắn tin vào địa chỉ website cho bên em, thì bên em sẽ có nhân viên trực 24/24 nhé. Đấy, nên là các bác mua hàng online nhưng cũng phải lựa chọn một đơn vị uy tín như bên em. Rồi, xin chào các bác nhé. Các bác về chạy tốt thì nhớ giới thiệu cho em hiểu. Rồi, xin chào các bác.